Quý vị và các bạn đang xem bản tin dự báo thời tiết trên kênh History. Bản tin dự báo thời tiết ngày 13 tháng 3 và dự báo thời tiết cho 3 ngày tới. Thưa quý vị và các bạn, dự báo trong đêm nay và ngày mai, gió đông nam ẩm từ biển thổi vào đất liền và mang tới cho miền Bắc những hạt mưa bụi cùng với hiện tượng sương mù dày khiến cho tầm nhìn xa nhiều nơi bị giảm thấp xuống dưới 1 km. Sau khoảng 9 giờ sáng mai, miền Bắc trời khô ráo hơn và sương mù cũng mỏng dần. Ở các tỉnh ven biển thuộc khu vực phía đông bắc bộ, ngày hôm nay vẫn duy trì trạng thái nhiều mây. Còn ở các tỉnh nằm sâu trong đất liền, ở khu vực vùng núi và trung du, trời sẽ hửng nắng về chiều. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở phía đông bắc bộ duy trì trong khoảng từ 23 đến 26 độ. Trong khi đó ở khu vực phía tây bắc bộ trời có nắng sớm hơn nên mức nhiệt trong ngày cao hơn, phổ biến từ 26 đến 29 độ. Với miền Trung, trạng thái nhiều mây và có sương mù dày trong buổi sáng cho khu vực phía bắc của miền Trung. Đến trưa chiều, mây mỏng sương tan, khu vực từ Quảng Bình trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, trời sẽ hửng nắng sớm hơn. Nhiệt độ ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế sẽ dao động trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Về đêm và sáng sớm, trời lạnh. Trong khi đó, ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, hầu như không có mưa, trời nắng sớm. Với nhiệt độ cao nhất ngày từ Đà Nẵng đến Bình Định với mức nhiệt từ 28 đến 30 độ. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận nhiệt độ cao hơn ở ngưỡng trên 32 độ. Về đêm và sáng sớm, trời mát mẻ. Nhìn xuống phía nam nước ta là cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Ngày hôm nay vẫn có nắng nhưng cường độ nắng yếu hơn. Ở vùng cao Tây Nguyên nhiệt độ phổ biến từ 29 đến 32 độ. Còn ở Nam Bộ nhiệt độ là từ 30 đến 33 độ. Cục bộ một số nơi ở miền Đông có thể có mức nhiệt lên tới trên 33 độ. Điều đáng lưu ý hơn là về chiều và tối ở khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông trên mùa. Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ tiếp tục có hiện tượng sương mù làm cho tầm nhìn xa vào đêm và sáng sớm bị giảm thấp xuống dưới 1 km. Trên khu vực phía nam của biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau trong đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông rải rác. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.